xin chào tất cả các bạn mình xin tự giới thiệu mình là ngọc my rất vui được gặp các bạn trong chương trình âm nhạc và cuộc sống các bạn ơi âm nhạc một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều bài hát hay liên quan đến chủ đề đế con người tình yêu quê hương đất nước và bài hát mình yêu thích nhất đấy chính là ca khúc nhật ký của mẹ bởi bài hát này được sáng tác bởi nhạc sĩ nguyễn văn trung lời bài hát rất hay và ý nghĩa và đây, khi mình nghe bài hát này xong, mình cảm thấy yêu thương và biết ơn bố mẹ rất nhiều. Và đây cũng chính là bài hát mẹ mình yêu thích nhất đó. Còn các bạn đi sao? Các bạn thích bài hát nào? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.